Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp tục làm một cái video nữa báo giá cho quý vị và các bạn. Đây là cây ngô đồng. Rất nhiều hoa luôn. Cây này 2 triệu quý vị ạ. Cây ngô đồng này chữa bệnh Zola đây đúng không anh? Kiểu cảnh núi đá 2,5 triệu. Tiếp kiểu cảnh núi đá, mỗi đá không có cái gì đâu mà. Đây, ổi đây. Suối đây. Ổi này, suối này, một hòn đá này. Bộ đây. 2,5 triệu này. Cây mai chiếu xỉ này. Cái này của ai đây anh? Cây của Thạch Thất. 12 triệu. À, Tam Hiệp. Tam Hiệp là đâu? Ngoài thị trấn Phùng. Ngoài thị trấn Phùng. Cây này của ai hả anh? Một cây mai cổ. Rất nhiều răm quý vị ạ. 12 triệu anh. Cây là cây gì anh Hiệp ơi? Cây gì? Si tàu à? Báo anh em 2 triệu. Cây đẹp mà. 2 triệu à? Đây tôi đứng xa ra một chút này cho quý vị và các bạn ngắm luôn này. Cái tùng La Hán này 10 triệu. Bao cho anh em nhé. 10 triệu. Hoành là 19. Chiều cao là 1m4. Tán là 1m4. 10 triệu bà con nhé. Hoành 19 này. Cao này 1m1 này. 110cm này. Tán này 140cm này. Đo chưa anh? Vừa đo, vừa đo đúng không? Đây, hoành 19 này, cao 110, tán 140. Báo giá là 10 triệu. 10 triệu. Cái khế trong này. Cái khế là 2 triệu rưỡi. Cái khế đẹp lắm. Cái khế đo cho anh em này. Hoành là 28. Chiều cao là 60. Tàn 60. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây tường vi. Cây tường vi báo với anh em là 25 triệu. Cây này đang chút lá đúng không anh? Hoành đo anh em biết. Hoành là 37. Chiều cao chắc là vào khoảng 2m. Vâng. Tán 2m. 25 triệu à? À vâng. Ở đây tưới nước giếng vàng hết gốc anh ạ. Cặp tùng này này. Tùng này là 1,5 triệu một trên một đôi là 3 triệu, một cặp là một cây là 1,5 triệu. 1 triệu rưỡi một cây này. Nào cắt dây thép ra đều gọn mà. 1,5 triệu một cây này. Trước 1,7 triệu, gạch 1,7 triệu đi. Đâu? Đây. Tôi khuyến mại gạch làm gì? Không báo anh em biết mình vẫn hữu hảo mà, mình hảo hảo. Đây là cái bạch mẫu đơn này anh em này. Mẫu đơn bạch, bạch mẫu đơn. Cái này là mua của ông cụ hơn 90 trước, ông làm chủ nhiệm câu lạc bộ Hải Ninh ở dưới Nam Định đấy. 7 triệu. 7 triệu. Cây mẫu đơn bạch. Mẫu đơn trắng đúng không anh? Ừ, mẫu đơn bạch. Rồi. Mẹ già tần tảo, nuôi con sớm ngày. Tiếp đi anh. Ok. Cây túc này.
Đây là cái túc à. 12 triệu. 12 triệu cái túc. Đo cái hoành tí nha chú nha, cái này đẹp quá. Cái này đẹp á, chưa báo giá đâu anh ạ. 12 triệu. 12 triệu. Hoành là 1 mét. 100. Cái này cái gốc đẳng cấp. Cao là 67. Rộng là 60. Ừ. 12 triệu. Cái thùng này nữa này. Thùng tuyết đúng không anh? 1,5 triệu. Hàng này khó kiếm lắm. Cây lộc vừng 2 triệu. Cây tùng lá hán. Cây này đảm bảo 4 triệu. Bớt 2 triệu, 3 triệu 8. Cây này của mấy ông Đồng Tháp này. Sao mấy ông Đồng Tháp là như này? Xã Viên. Xã Viên cũng ở Đồng Tháp à? Ừ. Sao lại ở Đồng Tháp? Đồng Tháp ở Phùng này, Đồng Tháp ở Tam Cường. Ở xã Đồng Tháp họ mang hàng. Lại cứ tưởng. Cái này anh. Cái này cái xi này này anh em, 1,5 triệu. Nào cây xanh này hôm nay giảm giá đi, cho anh em nào thích thì mua đi. Giảm kịch sàn đi, 5 triệu đi anh. Cây xanh này. Nếu mà kịch sàn đến 10 mấy rồi. Đâu, kịch sàn nó có mấy ấy. Hả? Kịch sàn nó có mấy mà. Xanh quê đúng không anh? Hàng VIP. Cực VIP. Xanh quê. Nay kịch sàn đi. 10 nha. Nọ đã giảm xuống 9 rồi, nay còn 10. 10. Mười triệu cây xanh quê quý vị ạ. Cái này là 12 triệu báo rồi. À, nhưng anh chưa quay mặt này. 3 phút rồi. 8 phút đấy. Làm hết đây, quay đây là hết. Cái me. Cái me ở vùng miền trong anh nhỉ? Cái me 9 triệu. 9 triệu à? Chín triệu quý vị ạ. Anh nguy hiểm. 40. Hoành 40. Chiều cao là 1m2. Bàn là 1m5. Giá 9 triệu. 9 triệu. Chín triệu quý vị ạ. Lâu thế. Cây này đi anh. Cây Ninh Sam. Cây này báo với bà con 2,5 triệu. 2,5 triệu. Quay kỹ kỹ vào. Quá kỹ anh tưởng à. Con mua nhầm này. Không vui, mình không vui lắm. Dạo này ông Hiệp ông lại còn gáy mình. Đây là cái xi quý vị ạ. Cái xi già lắm rồi anh em ạ. Biết rồi, còn lắm. Chúng mạnh hiến kế xem làm nào cho anh em nó phấn khởi. Chịu cái này. Cái này 1,5 triệu. Chơi đi không chắc. Ok. Được không anh? Ok. Nghe mạnh nha. 2,5 triệu này. Thế còn 1,5 triệu. Chưa gì. Xóa luôn. Xuống. Phải nói là kịch sàn. Sale kịch sàn luôn. Anh em mà không chốt thì chịu rồi đúng không? 1,5 triệu. Không còn gì để có nữa. Đây là Linh Sam hạt gạo. Con cò bay nả bay na. Thế nào đây nhỉ chú?
Bay từ gì đấy? Thầy giáo. Bay từ Đan Phượng bay ra. Bay vào à? Bay ra Cổ Nhuế. 2,5 triệu. 2,5 triệu cơ. Cái này tác phẩm của ai mà làm đây? Tác phẩm của chủ tịch. Chủ tịch nhà. Hội sinh vật. Hội sinh vật cảnh Đan Phượng à? Hội sinh vật cảnh. Huyện Đan Phượng. Đan Phượng. À. Hà Nội. Không phải rắn phết đi gì nhỉ? 2,5 triệu cái này. Đề đồng là 2 triệu. À. Già không bán thì đặt. Rồi, cây này. Nốt cây này để sang loạt lan đi anh. Cây xanh dáng trực của Huyền. Cháy lung tung hết cả lên rồi. Bôi kèo bôi kiếc đấy quý vị ạ. Có như nào là nói như thế cho quý vị và các bạn xem. Hoành thân là 4 năm. Ôi dồi, đứt mẹ thước rồi. Lấy cái thằng chó nào mà đò nữa. Lấy cái thước ở trong ấy đi anh. Còn lấy từ 1 vậy này, kéo cắt đi. Chồng chồng chồng.